Dạ rồi, hôm nay thì em chính thức đập hộp cho mọi người xem cái mẫu remax mà bên em mới về với dung lượng là 10.000, để cả nhà cùng xem qua và mua cái sản phẩm này về để sử dụng nha. Dạ đây, mẫu pin sạc dự phòng mở ra. Dạ, màu trắng rất là đẹp. Bên em có tặng kèm luôn cả một cái dây sạc micro luôn cho mọi người có thể sử dụng khi mà sạc cái pin dự phòng này nha mọi người. Dạ rồi, với mẫu pin sạc dự phòng này á, dạ đây thì nó sẽ chia ra hai ngăn. Dạ, với cái mặt như vậy á, với cái mặt của pin dự phòng này nè, mình có thể in logo được của cá nhân của mình luôn nè, mình có thể in lên trên đây để mình có thể làm quà biếu tặng này kia các thứ, hoặc là mình muốn làm cho cái thương hiệu của mình nổi bật lên á thì cũng được nha. Dạ, với những cái cạnh ở bên đây nè thì bên em có một cái nút bấm này là mình có thể xem được cái dung lượng pin. Dạ, dung lượng khá sáng cho mọi người có thể nhìn rõ luôn ha. Thì bốn mức dung lượng pin tượng trưng cho bốn cái mức là để mình có thể xem được. Mức đầu tiên á là khoảng từ 75% cho tới 100% pin. Nếu như mà còn ba nước còn lại có nghĩa là nó chỉ còn lại tầm khoảng dưới 75% cho tới 50% pin. Nếu mà chỉ còn lại hai mức thôi có nghĩa là mình chỉ còn dưới 50% cho tới 25%, và mức cuối cùng chỉ còn 25% pin thì mình tranh thủ mình sạc để mình có thể mang đi du lịch này kia, đi đâu xa mà mình sử dụng ha. Dạ, mặt sau pin dự phòng đây, bên em có cả thông số rõ ràng cho mọi người có thể xem qua luôn nha mọi người. Dạ, hàng chính hãng của Remax á, cho nên là nó có thông số in rõ ở đây hết cho cả nhà cùng xem luôn. Dạ, với cái mẫu pin sạc này á, thì nó sẽ có hai cổng USB, một cổng đầu Type-C và một cổng đầu micro cho mọi người có thể lấy dây sạc của cục pin dự phòng này nha. Dạ, anh chị em xem qua đi, mẫu pin sạc dự phòng này là mẫu mới nhất mà bên em mới nhập về hàng luôn. Dạ, chính hãng của công ty Remax nên là cả nhà sử dụng yên tâm luôn nha. Dạ rồi, anh chị em nhanh chóng lên đơn đặt hàng để bên em có thể gửi tới cho mình sử dụng.